Quý vị nhìn đơn giản thế này thôi nhưng mà nó là một trong những cái điều ai cũng cần. Công nhận ấm nhỉ. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với thị xã Sapa vào buổi đêm. Hiện tại Duy đang đứng ở khu vực ngã tư giữa đường Thạch Sơn và đường Xuân Viên. Đây là một thời tiết ở ngoài lạnh quá. Nhiệt độ lúc này khoảng tầm 8 độ C quý vị. Duy nói nếu mà nói to quá thì nó sẽ bị nghẹn ngào. Vâng thưa vị, hình ảnh của những cái cô gái người nước ngoài rất là hiếm hoi khi mà đến với lại Sapa. Thời điểm Duy đi lúc này đó là ngày đầu tuần đấy quý vị và bạn có thể nhìn thấy cái lượng du khách đổ về Sapa cũng khá là đông. Duy được biết rằng đông nhất đó là vào thứ Bảy và Chủ nhật. Sau 3 năm Duy quay trở lại đây thì thấy cái khung cảnh ở đây thay đổi cực kỳ lớn luôn. Trừ chợ đêm của Sapa ra thì đây là một trong những địa điểm tập trung rất là nhiều nhà hàng cũng như là quán cà phê, khách sạn. Ở đây cách nhà thờ đá khoảng tầm mấy trăm mét thôi. Hôm nay Duy mời quý vị và bạn đến một trong những quán ăn Duy đã từng ăn. Nó gần như là một trong những quán có mặt ở cái ngã tư này khá là sớm. Duy mời quý vị và bạn nhé. Khi đến với Sapa buổi đêm ấy, Duy thấy có sự khác biệt. Đó là những cái em bé đi bán hàng rong ấy, chào mời khách ấy, đã hạn chế đi rất nhiều. Và một cái tín hiệu vui đó là khi đi trên đường phố, Duy thấy những chiếc xe tuyên truyền của thị xã nói loa rất là to, thông báo cho du khách là không nên mua cũng như là ủng hộ những cái sản phẩm do các cháu bán. Bởi vì đó là một hình ảnh không được thân thiện cho lắm đối với khách du lịch, bởi vì các em còn rất là nhỏ, giống như là bị bóc lột sức lao động đấy quý vị ạ. Và nhà hàng Duy muốn mời quý vị và bạn đó là nhà hàng Ô Quý Hồ. Mời quý vị. Hello em. Hello anh. Đợi em lâu lắm rồi đấy. Lạnh không anh? Lạnh quá. Anh vừa lên xong à? Anh vừa lên xong. Vâng, anh ngồi cho ấm. Anh đi cùng với cậu em đang quay phim. Chào cả nhà nhá. Vâng quý vị, giới thiệu mọi người, đây là Linh, bếp trưởng của nhà hàng Ô Quý Hồ. Vâng. Bạn cũng là người Hà Nội quý vị ạ. Anh ngồi cho ấm đi. Đợi đặt hết món lên trên tầng rồi. Anh em lên đấy ngồi ấm tí lên ngồi. Đây là em cho cái gì vào đây đây? Nước mà cái xả được anh. Nó lên là thơm. Quý vị nhìn đơn giản thế này thôi nhưng mà nó là một trong những cái điều ai cũng cần. Công nhận ấm nhỉ. Đi mệt không anh? Anh cũng đi cũng bình thường. Đường đi dễ lắm. Đợi lâu em đang đói lắm rồi. Đói lắm à? Nên thì ngồi. Thế thì lên thôi. Thì anh em đi sợ anh mệt. Anh đi chơi. Mình có tầng 2 em. Anh đang tò mò không biết là Linh sẽ mời anh món gì đây? Bí mật anh ạ. Tí ra nói mới giới thiệu. Chào em. Chào em. Chào anh Minh. Cảm ơn em. Wow, em chọn chỗ anh em mình lý tưởng quá. Như ra đây anh ngồi đi. Anh cảm ơn. Wow, thịnh soạn quá. Xem những cái món này anh có biết không nào? Đây là rau mầm đá đúng không? Đây là mầm đá Sapa. Đấy. Đây là món bò rang muối với ngựa nướng. Vâng, mấy cá hồi ủ muối. Cá hồi ủ muối. Vâng. Oh. Đây tất cả đây là muối trắng này này. Muối trắng. Là dưới đây cả một con cá hồi luôn này. Em kể anh xem nhá. Ồ. Thơm quá em ạ. Bùa trắng, cá hồi ở dưới này. Em để nguyên ra đúng không? Vâng, để nguyên luôn. Vẫn còn nóng, cái này em để 1 tiếng rồi đấy. Thế à? Vâng. Cái này em nướng bằng lò nướng đúng không? Lò điện nướng ủ. Con bò rau bày trí rất là đẹp quý vị và bạn có thể nhìn này. Mời anh ngồi đi rồi, đói lắm này. Làm anh món này nhá. Đây. Đấy. Lột qua cái Cá đây còn là cá hồi ủ muối. Hấp dẫn quá quý vị ạ. Nhà em còn món nữa cũng là gà ủ, nhưng mà gà ủ bí ngô. À, gà ủ bí ngô được trước em mời anh đúng không? Mời anh gần gần rồi đấy. Cái đấy là đặc sản của bên em đúng không? Vâng vâng. Bởi vì nói đến các cái món ăn của Sapa thì cá tầm này, cá hồi này là hai những đặc sản gần như là không thể thiếu. Cá hồi thì Duy ăn gỏi, ăn lẩu rồi, nhưng mà ăn nướng ủ muối này thì Duy chưa ăn bao giờ. Món này là cũng món đặc sản nhà em đấy. Bắt đầu ra để khách ăn, khẳng định khách ăn thì không chê được món này luôn. Anh hôm nay ăn thử xem, anh không quảng cáo. Anh xin. Đây cái này còn cuốn bánh đa nữa. Rét quá anh ạ. Rét quá. Thế làm chén rượu đi, cho nó ấm đi. Vâng vâng. Anh để em rót cho. Để anh ra cho. Rượu này rượu gì em? Đây là rượu ngô ben lá. Vâng. Em cuốn anh cái này nha. Thôi, đang lạnh làm chén rượu cho nó ấm bụng lắm em ơi. Vâng, thưa quý vị, ngồi ngoài đây lạnh quá. Chúc khỏe anh nhé. Chúc em sức khỏe nhé. Vâng, lâu lắm gặp anh. Lạnh quá. Để em đang cuốn cho anh. Em ăn đi. Em cứ lấy đi. À, đây là cái lá cũng rất là đặc trưng của Sapa. Lá hồ dây à em? Vâng. Hay còn gọi là lá chua đúng không? Vâng, vâng. Cái này ăn lẩu gần như là quán nào anh thấy nó cũng có này. Ở Sapa này là đặc sản cái đấy đấy. Duy cho bún này. Đấy, này, cho bún với cả rau này, cá hồi này. Đấy, ngon không? Đấy, mà nóng luôn. Có hai anh em mà em làm nhiều thế? Thì chẳng phải khi anh lên đây chỉ có 3 món thì đang rét run cả tay. Đây là còn đói nữa. Quý vị, cá này thì em không bổ miếng gì đúng không? Em có bổ chứ, em nhồi gia vị cái thứ vào trong. Gia vị ở trong đây. Vâng. À, thảo nào anh thấy thơm đấy. Em mời anh nhá. Được, mời em. Đói quá. Wow, quý vị nhìn này. Anh nhìn anh đã thấy thèm rồi em ạ. Đây em nhét gia vị ở trong này nào. Đúng rồi. Đó. Đó là gia vị này. Gia vị trong đây có những cái gì thế em? À, nhân cá hồi cái thứ thôi anh. Với cả các loại rau ở trên Sapa. Và gần như là không có dầu mỡ hay là... Tuyệt đối không có dầu mỡ gì cả. Chỉ có muối trắng với cả cái gia vị này là ở trên Sapa. Trong là nó còn nấu ở thang cố các thứ nữa. Em cho luôn mà chế biến luôn vào đấy. Xin mời quý vị nhé. Đấy, đói ngon, sướng. Thịt cá ăn dai thơm. Đây quý vị nhìn này, miếng thịt cá hồi này. Cắn miếng cá mà Duy cảm giác thấy giống như là mình ăn ruốc ấy. Nó ngon, nó dai, nó chắc. Hôm nào thì anh để về Hà Nội anh làm nhé. Vâng. Vâng thật đấy. Cái món này, món anh em mình nghĩ gì cái món này. Chứ quay anh ạ. Mời cả nhà nhá. Mời quý vị. Vâng quý vị, mới đầu Duy cũng có hội ý với lại Linh là khả năng anh mình vào trong nhà ngồi. Nhưng mà Duy thấy rằng đến Sapa mà không thưởng thức cái không khí lạnh của Sapa thì nó hơi phí. Và anh thấy là Sapa thời điểm nó hay em nhỉ? Có những cái buổi tối sương mù dày đặc. Vâng đúng rồi, đúng. Còn có những cái buổi tối thì trời thực sự rất là trong sáng luôn. Hôm nay trời thời tiết đây quá đẹp. Hôm nay đẹp. Vẫn là 3-4 độ ấy. Gia vị này ăn có cần ăn kèm với thịt cá mà em? Nó trong nó có cá anh ạ. Anh thì cắn thử miếng nào thằng chuẩn. Trong có cá em băm ra. Vâng. Xin mời quý vị. Kéo có xương anh nhá. Hình như là có lá thang cố á. Có cả lá thang cố luôn. Đấy, quý vị và các bạn có thể nghe, nhìn. Đây là một tạc ấy. Cùng vợ trên thân thể trẻ em. Sau hành động thực tế là các cháu phải đi ăn chim với những đứa trẻ 3-4 tuổi đầu, thậm chí còn 2 tháng tuổi đã biết gì đâu. Sau này các bạn thẩm tra là mẹ bất lương, vô cả đã bắt các cháu trong trong giá lạnh phải đi ăn xin đây này đâu. Vô cùng là phản cảm. Chúng tôi chỉ mong toàn thể quý khách chúng ta phản đối việc làm trên vào ngành thực tế, kiên quyết không cho tiền phạt công hòa của các cháu, là chúng ta góp phần đưa các cháu trở về. Vâng quý vị, đây là cái sự khác biệt mà Duy thấy là nó cũng khá là văn minh. Ở đây các cháu đa số là người dân tộc nhỉ, đúng không? Đi ăn xin. Mẹ cứ bắt đi bán hàng đi ăn xin cõng một trẻ em nhỉ. Đâu lắm đấy. Trục lợi giết thân thể trẻ em là vi phạm pháp luật. Đúng quá. Món ngựa đấy người. Cái này mà nó còn nóng nữa thì ăn ngon. Nhưng mà với thời tiết này vừa bưng ra mình cũng ăn luôn, cái là nó nguội ngay. Tại vì tại để mang lâu. Thì ngựa nó có cái mùi vị rất đặc trưng mọi người ạ. Nói chung là nó không giống thịt bò, không giống thịt lợn, hay là do cái mùi, cái gia vị của em chế biến Tây Bắc mà anh. À, đấy à? Vâng, ở đây em làm toàn đồ gia vị Tây Bắc hết. Gia vị Tây Bắc là gồm có những cái gì trong đây? Nó các loại đồ lá rừng, dầu cái gia vị củ quả cái thứ ở đây, như là hạt dổi hay mặt kén hay là chung được vân vân, nhiều thứ lắm. À, thế à? Và nó trộn mà. Nếu mà hạt dổi mắc khén anh ăn anh cảm nhận đấy ngay, nhưng mà em là cái hỗn hợp nó ở như kiểu là tí như hạt điêu thôi, mình gọi là một tỷ lệ 1 cân thì dựa cho 1 thìa chẳng hạn. Ngon em mà. Có cái da ngựa quý vị này. Hấp dẫn quá. Đến với Sapa quý vị đừng quên những cái món đặc trưng nhá, đó là những cái đồ nướng và cá. Da ngựa hơi khó nhai. Ở chợ là ngày nào họ cũng bán thịt ngựa ấy. Thắng cố đúng không? Thường xuyên là nhà hàng nào cũng có đúng không? Đặc sản ở đây là thịt ngựa rất là sẵn. Duy mời quý vị thịt bò rang muối nhé. Các cháu trở về từ xã Sapa để xin tiền và bán hàng nữa. Với những hình ảnh bà mẹ béo mù béo mập đang ngồi trên ghế đá công viên, đó là những hành động bất lương của các bậc làm cha làm mẹ, ép buộc con em mình phải đi trục lợi cho thân thể trẻ em. Đây là họ đang vi phạm pháp luật. Món vị rất là thơm, dễ ăn, mềm, và cái mùi vị đúng là mùi vị Tây Bắc, nó đặc trưng lắm, nó không giống với lại ở dưới Hà Nội đâu. Dù cũng là bò rang muối nhưng mà cái vị thực sự đó anh ấn tượng đấy em ạ. Như đầu bếp bọn em nên là đi đến vùng miền nào, địa phương nào thì mình sẽ chế biến theo hương vị cũng như cái ở địa phương đấy nó có sẵn đúng không? Vâng vâng. Nó đặc trưng riêng. Ăn trứng rau mầm đá. Ăn quên cái đập trứng nè. Mầm đá này chấm trứng thì ăn thì mình nhất rét này. Đấy, đổ gia vị vào. Anh ơi, chấm mầm đá vào đây này. Đấy. Với anh nhá. Được, nhưng mà em đói lắm. Anh gắp thêm lòng đỏ trứng. Xin mời quý vị. Ăn thịt với cá rồi cho mầm đá mà luộc ngon. Mầm đá này hình như chỉ có vùng Tây Bắc mới có hả em? Vâng, đúng không? Ăn nó sột sột mà nó ngọt, giống như là cái thân nó mát miệng, giống như là cái thân của hoa bắp cải ấy. Nhưng mà nó nghe là nó mềm hơn. Trên này nó đặc sản cái này mà. Em ơi, cái món cá hồi này thì bao nhiêu tiền? Cá hồi này anh hỏi tiền thì ngại lắm, hôm nay chả khi anh lên mời anh phải bí mật, không hỏi tiền. Không, nó rơi vào khoảng bao nhiêu để khán giả có ăn thì còn biết được giá mà. Vâng, khoảng tầm hơn 300. Hơn 300. Bởi vì cá có con nhỏ, con to đúng không? Vâng. Với ăn theo suất người đúng không? Vâng, vâng. Quá rẻ quý vị ạ, 300. Còn ngựa này em? Ngựa này thì có hơn 200 này. Hơn 200. Còn bò cũng thế. Nếu mà ăn con này thì mà tầm độ 4-5 người ăn là không vẫn vừa hay sinh. Chúc các anh nhá, anh dùng món đi để em gọi thêm một lẩu cho nó vâng ấm áp. Nhà em nhiều loại lẩu lắm anh, lẩu tầm này, lẩu bò này, lẩu gà, lẩu gà nấm rồi lẩu gà Ô Quý Hồ. Đi tìm con với lẩu cá tầm đấy. Cá tầm. Bởi vì đến Sapa giờ tiết lạnh như này, anh em Duy với lại Linh sẽ hàn huyên suốt đêm nay, bởi vì Sapa buổi đêm ấy thì ngoài ăn uống ra thì chả có chỗ nào chơi nữa quý vị ạ. Thôi mình cứ nhắm hết cái này đi, rồi sau đó thì chương trình 2 mình sẽ gọi cái món kia. Nếu quý vị đi du lịch Sapa thì có thể ghé qua nhà hàng Ô Quý Hồ số 8 đường Thạch Sơn. Bên kia đó là đường Xuân Viên. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm sắp tới. Cảm ơn Linh rất nhiều. Vâng. Xin chào các bạn.